Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác ơi, em vừa về được em họa mi rất là đẹp các bác nhá. Lông xanh các bác, mỏ vàng, chân cũng vàng các bác nhá. Nói chung là chân nó không được vàng ươm đâu các bác, nói chung là gọi là chân vàng. Chim rất là đẹp các bác nhá, mắt xanh thuần đét lên đẹp luôn các bác này. Anh em nhìn đầu mặt nó nhá này. Con này phải nói là thuần đến 100% rồi các bạn. Chim rất là đẹp, mẫu này thì cực kỳ đẹp tôi nhá. Em này thì hot hết khỏi phải nghĩ rồi. Em này đang hot không có chống mái đâu cô nhá. Treo ra hot tự nhiên các bạn. Chim rất là đẹp. Vừa tắm xong rồi nó đói quá. Đẹp này các bạn. Úi giời, xù đầu lên này. Đây không phải xù đầu sợ đâu các bạn nhá, mà nó vừa tắm xong ấy. Con này rất là thuần này các bạn này. Các bạn nhá, rất là thuần luôn đấy. Biểu diễn em qua xem này. Vẫn hot này. Đẳng cấp chưa các bác?
lồng lắc như điên luôn mà con chim vẫn hót quá nhá. Em giữ lại nhá, không có bác chóng mặt mất này. Anh em nào mới chơi ấy, thì lấy con chim này về các bác nhá. Lết chơi của nó rất là dễ chơi các bác ạ. Xoay lồng. Quay cho các bác xem này, ngoài nhà em không có cái gì đâu nhá. Ở đây xung quanh này chỉ là chim thôi. Đấy, kia là chòe than này, chào mào này. Đấy, chòe than thì đang hót này. Đấy, chòe than cứ nhảy lên nhảy xuống là xòe các bác nhá. Đấy, còn đây là chòe lửa thì hót cả ngày luôn con chim này. Đấy, xòe lại, đấy, chòe than lại xòe các bác nhá. Con chòe này thì rất là đẳng cấp quá. Tuyển bao nhiêu con chòe thì mới được một con này quá. Quay lại chủ đề chính em họ Mi này quá nhá. Rồi anh em nào bộ kết em chim họ Mi này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 thôi nhá. Nhà em thì có cả cám chim.